Thì bây giờ là cây mận. Đó. Đẹp không mọi người? Mận nhà em lúc nào cũng có cái môi chúng chím đỏ hết nè. Đẹp không? Rất là đẹp ha. Đó. Trái đang đậu khắp nơi rồi. Đó. Bọc vô trong đó. Đó. Mọi người nhìn thấy nó chúng chím cái môi nó đẹp không? Đó. Mận nhà em rất là đặc biệt nha. Đẹp vừa ngon nữa chứ. Bông khắp nơi nè mọi người. Đó, bông quá trời bông luôn á nè. Cái mận nào nó cũng chúng chím cái môi nó hết, đẹp lắm. Bông khắp nơi. Nhưng mà có mấy cái con keo này nè. Phải dưới đây nha mọi người. Mọi người ra sức cùng nhau chung tay dịch dịch mấy con keo đó nha. Tại vì á, nó mà lây một vườn nó lây ra khắp các vườn luôn á. Mình mà đem một cây của vườn nào về mà có cây con này là nó lây cả cái vườn luôn, rất là mệt mỏi luôn đó. Mà bây giờ á, mình đang có những cái trái mận như thế này mà nó bám đen kịt lại là khỏi ăn luôn á, là nó hút cái chất nước, coi như là cái chất nước của cây á, là làm cho cây héo khô mà chết đó nha mọi người, rất là đẹp ha. Thì hôm nay em quay để thấy mọi người thấy không, cái trái mận á, ăn phước thật của Việt Nam á là phải có cái môi chúng chím này nè, đó nó mới đúng nha. Đó mọi người thấy không, đây cái môi chúng chím của cái trái mận không. Thứ hai là trái mận nó có cái eo đấy, mọi người thấy cái này eo giống eo tập của thiếu nữ đi thi hoa hậu không. Đó, xong khi mà nó eo xong á, nó lại phình ra tròn tròn ở dưới một chút xíu, và luôn luôn lúc nó còn non nó phải có cái môi chúm chím này, có cái môi hồng này nha mọi người, rất là đẹp nha. Những cây nào không có cái môi chúm chím này là cây giả nha mọi người. Em hôm nay em làm cái clip này để mọi người rõ hơn, không thôi là mua người ta cứ bán, người ta nói mận ăn phước xong ta bán cho mọi người cây giả, xong mọi người trồng cuối cùng ra không ăn không có ngon nha mọi người ơi. Ok, bây giờ em quay sơ sơ để nhìn thấy những cái bông, những cái hoa của nó đang đua chen đang đua chen coi như là hả, mọc lên để làm vui lòng chủ của nó này. Đó. Mình, lúc nào đến mùa mận là coi như là sự sung sướng của em, rất là đẹp luôn mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Cây á, em tìm cách em trồng theo kiểu bonsai, không có cao quá nha mọi người. Càng cao á, hái trái không được, rồi thì hái thì không được mà ăn lên trên cao, gió mùa đông hay gì nó thổi một phát là bay hết, không có mà ăn nha mọi người. Ok, em kết thúc video hôm nay ở đây nha mọi người. Đó. Chiếu lại cái cành, cái bông mỗi ngày mỗi lớn nha, mỗi ngày mỗi khác. Ok, chào mọi người nhé, bye bye mọi người.